tài cho má Long. Sao Long này là 40 triệu qua lại đám cưới ngay chợ Lách Bến Tre. Nhưng mà sáng 8 giờ là gia đình đã họ lại bị nhập viện rồi. Còn ổng đang tập dục còn gọi điện cho Long được mà 8 giờ thì 7 giờ không gọi được điện được. Mà cuối cùng chiều 4 giờ là báo tin là nó bị mất rồi. Nên qua là nghệ sĩ Kiều Anh là thế chủ dưới đám cưới đó, là cũng mời hai người luôn, nhưng còn thì quanh không có vườn qua. Đây cũng là một người thân quen của chú Trí Tài. Bất ngờ hôm qua hồ sơ điện thoại sáng 7 giờ là Long đã gọi chồng rồi, còn lý Long là sáng hôm qua phải gọi anh ta hồ sơ. Ở đây là người hồ sơ của chú Trí Tài tìm cô chú chị. Cái 7 giờ gọi, cái 8 giờ là người nhà gọi lại anh Long ơi, mấy ngày trước là chú Trí Tài rồi rất là khỏe luôn, bị quản gia đình đó đụng quá đụng, chú không nghĩ là vấn đề bị bệnh nó nặng trầm trọng đến phải mất đi, chỉ là nhập viện thôi, thôi vậy thôi được rồi. Anh kêu người thấy thấy chị Hà Kiều Anh vô hiện quanh đang đi Sài Gòn xuống với Bến Tre thì lúc 3 giờ thì mới nghe tin phát từ điện trong quanh chưa anh Minh ơi, chú Trí Tài chưa ra nữa trong chốc lát nữa mình kia mới kêu giờ đang đang để hỏi chú Trí Tài không qua với Hồ Loan hát ba bài hát được hai bài hát nổi luôn á. Nghe anh em nghệ sĩ giờ trọng phúc cũng vậy, qua cũng làm show tiệc cưới ở dưới chợ Bến Tre rất lớn. Và anh Tài còn nhận show của anh Long là mấy chương trình event Hà Nội rồi hội chợ có bên hàng thiên việt nhiều lắm chú hết rồi. Chú cho con hỏi là cái bài hát cuối cùng của chú Trí Tài hát là bài gì chú? Nói chung chú không nắm tay anh hát bài cuối cùng là hát bài gì đâu, mà hiện tại chú đang ở dưới miền Tây. Thì chú đang làm tiệc cưới dưới thì anh Tài sáng ảnh là chiều đã anh hứa là trời trời một giờ lên xe hơi sẽ xuống dưới diễn đám cưới đó. Rồi tự nhiên sáng rồi thấy chú tập thể dục chú ta thì mới gọi điện cho chú chỉ đường cho xuống đám cưới. Đúng rồi, anh Nguyễn ơi, dịch bệnh là về nếu mà được cách ly 14 ngày là dự định mời chú Tài xong rồi bây giờ có phải thế Hà Kiều Anh vô không mà là mới qua thôi á, 4 giờ chiều đáng lẽ là 4 giờ qua là anh Tài anh diễn cho má Long nè là diễn đám cưới. Lần gần nhất chú gặp Trí Tài là lần nào hả chú? Gần nhất là 7 giờ sáng là chú không có gần, tại chú đang ở dưới Bến Tre làm chương trình với thì anh Tài lần gần nhất là chú đeo khẩu trang cho anh chị ơi gặp là... chú Trí Tài là ngày nào hả chú? Đeo khẩu trang cho anh chú chị. Gọi điện thoại thôi, gọi điện thoại thôi. Còn ngày gần nhất chú thì gặp uống cà phê cách đây khoảng 10 ngày đó, nói chuyện đối tác vấn đề là show shit thôi. Còn vấn đề chú vậy là thầy chú Trí Tài không để ở đây để cho người dân không được, tại vì chú Tài là người của quốc tịch của Mỹ mà nên bây giờ đại sứ quán đã phải đưa chú Tài đi về bên kia thủ tục để chung cho gia đình với bà xã anh Tài bển nữa. Hôm nay ta cũng đang nãy rồi thì nãy vừa hỏi thì nói là khoảng thủ tục xong á là bắt đầu là đưa đi em Tài ra đại sứ quán. Dạ đúng xong rồi anh ơi, má Long chú Trí Tài má Long là bây giờ là làm thủ tục xong là đưa bữa nay qua đại sứ quán đi vô. Nãy Long mới vô hỏi thì anh nói là thủ tục xong là đưa ra đại sứ quán rồi đưa máy bay về Mỹ bệnh. Bây giờ là gia đình cũng không qua đây mà nhà tôi. Nãy giờ tưởng Long là người nhà gia đình mới hỏi kỹ rồi còn có anh có mang giấy tờ của bên Mỹ về chưa? Dạ, xong cho anh Vũ Kỳ không ở nhà. Không có Vũ Kỳ nhiều nha. Hả? Thì nên mới là kêu gọi tất cả mọi người là bây giờ anh em nghệ sĩ trước giờ chỉ còn khoảng khách nữa canh ở đây từ đây tới giờ chiều thôi, nhưng rồi xong là đưa ra. Dạ. Cái này là bầu rồi. Thôi thì nghệ sĩ đã đến nhau gặp mặt mày vô rồi. Má Long là đợi làm rồi xong rồi đi luôn không qua nhà tân lễ. Anh đừng quên tay. Không được tân lễ quay nhiều lắm. Ở đây đâu làm lễ, bển làm lễ qua bển mình làm lễ. Là 4 giờ đây à? 4 giờ không có, từ đây giờ tới 4 giờ đang đợi cái thủ tục xong. Đây là đây là đưa ra. Tại hồi nãy Long mới vô hỏi trên pháp y trong đó thì cũng là dạ, mình có giấy nghệ sĩ chúng ta vô ta hỏi thì ta mới báo gì đó. Đưa ra là chiều nay là chiều nay máy bay không cái đó đại sứ quán xong thủ tục còn thủ tục còn chỉ gửi bên máy bay nữa là cũng chắc cơ khoảng chắc từ giờ tới tối cũng xong. Là chú Trí Tài có ra với chú hả? Chú Tài có đáng là hôm qua 4 giờ chú Tài chú diễn đám cưới cho chú mà cuối cùng mà chú Tài bị 8 giờ sáng là bị nhập viện. Dạ. Là chú tưởng là bị nhập viện thôi chứ đừng, bình thường thôi em nghĩ là nhập viện chắc là thì cũng báo xô quỷ tại nhập viện và phải báo chiều sao diễn được đó nên. Dạ. Ao rồi em muốn là có nghệ sĩ Kiều Anh với Hoàng Nhất xuống với hát ở dưới chung luôn thì tới nỗi là 3 giờ Long có báo Kiều Anh quanh ơi đang xe hơi tới Bến Tre thì Long nói là quanh ơi anh Tài anh mất rồi. Lúc đó đằng quanh trên ngồi trên xe nó khóc từ đó tới đám cưới vô diễn không khóc được hát hết nổi luôn. Dương Hồng Loan không biết luôn cũng ngang qua hôm qua là cái xô qua là cái xung nhận của một
người thân ở dưới Bến Tre, nên là Lâm Chiêu anh em toàn bộ cũng đông lắm, trên 30 nghệ sĩ, nhưng mà chỉ thiếu anh Chí Tài thôi. Dạ. Rất là buồn, kêu hết rồi, chỉ thiếu anh Chí Tài thôi. Ở buồn, thật là buồn, anh em hát thì nói chung hát thì khác thì nhìn thì dáng cười dáng dượng thôi, chứ thật chất là không ai có như thế. Hôm xong rồi xui rồi 3 giờ Lâm con về đây mà đang đại gì cái này đóng cửa đâu làm được được. Dạ em có đứng xa anh Di ơi, em đừng đứng xa. Ủa chú có biết khi nào chú Chí Tài diễn ở bên ngoài không chú? Không, thì nãy thì nói chuyện với trong cái thủ tục thì nó là bây giờ từ giờ tới tới khoảng 4 giờ là thủ tục xong. Thì bên của bên nhà của anh Tài cũng có báo vậy, tại vì đang bên thủ tục bên Mỹ gửi qua rồi đây. Của đại sứ quán sẽ hợp đồng ký xong rồi mới đưa đi. 4 giờ bây giờ tới 4 giờ mới ra được. Giờ tới 4 giờ là chưa biết, nhưng có thể sớm hơn. Sớm hơn. Dạ. Nhưng mà ta cái thời trùng là trễ nhất là 4 giờ chiều. Trễ nhất là 4 giờ. Giờ. Không có thể sớm hơn. Ta nói là khoảng 4 giờ xong mà. Xong rồi đưa về bên đại sứ quán xong rồi mới làm thủ tục nữa rồi mới lên máy bay. Má Long vậy là Má Long mình ở đây mình đợi chứ, Má Long ở đây chứ, Má Long ở đâu có gì chứ không? À, Má Long ở đây luôn, Má Long ở đây mà làm cái ông làm xô mà. Dạ. Mấy anh ấy là quen luôn hay là cần bao nhiêu thời gian? 4 giờ là trễ nhất là 4 giờ. Có thể ra sớm. Nhưng mà nếu mà thủ tục xong sớm là chuyển ra sớm của chú anh chị. Thì quý ông bà cô chú anh chị mà gắn nói xem. Sớm giờ nào là ra đây đó. Cái này em sẽ trực tiếp cho lâu chút cho quý bà cô chú anh chị bạn được xem. Xin chào mọi người trong YouTube nha và các video của mọi người nha. Dạ nói chung là hôm qua vừa nghe tin là chỉ ngồi khóc không chứ không có biết nên nói là thế nào. Tại ông anh bóng vừa gọi điện cách đây vừa 7 giờ sáng mà tự nhiên cái nghe ông nhập viện thì chứ ăn xô, mình nghĩ nhập viện mà ăn xô thôi. Chứ ai mới chiều 4 giờ 3 giờ là nghe tin. Có câu chuyện nào của chú với lại chú Chí Tài chú kể nghe chứ? À, chú Tài thì chú diễn với chú nhiều lắm. Có hôm cái kỷ niệm nhất là ở Phú Quốc là chú diễn cho chú ở Phú Quốc mà tình cờ mà vừa bán vé vừa xong là hội chợ thương mại của một anh bầu xô đó là Má Long thì vừa xuống MC. Nghe chú bầu xô nói là vừa sẽ mời chú hát. Nhưng mà bữa đó hôm đó thì nói chung là trọng sức cũng thật tiếc thì bài là đưa vô hơi nhỏ mà anh Tài thì mỗi lần mà nghệ sĩ mà có cái hát mà cái gì là gì thông cảm đó, bầu sâu ai cũng thương chân á, rồi em út thì nọ thì ảnh thấy cái nào hoàn cảnh là ảnh chịu giúp hết trơn á, ảnh rất là hiền, nó cái là ít nói lắm, nhưng mà cái lần cuối cùng ảnh gọi điện nói chuyện với Long tự nhiên trọng sức đại từ từ kêu Má Long, cái ông hay vợ hờ chứ ông trọng trọng kêu là anh Sapi Long mà Má Sapi Long không mà tự nhiên nó hỏi Má Long bữa nay có BD không? Rồi rất là vui vậy. Tự nhiên không cái trước ngày ông mất là gọi điện á, là hôm nay nay mày còn BD không? Thôi thì anh nói em vẫn như xưa vẫn còn BD bình thường. Giỡn đầu tiên đó chứ không có biết giỡn. Mà cái điềm vậy tự nhiên ông diễn ông gọi điện nói chuyện ông nói giỡn Long. Rồi sao ông nói mai tao xuống dưới đám cưới mẹ mày nhớ là đừng có cho tao uống nước ngọt nha. Ông còn dặn vậy tao uống nước ngọt cái gì á. Nói uống suối thôi, đừng có ép uống rượu, tao không chịu đâu cũng vậy. Mà thì chắc rồi tự nhiên cái là 7 giờ sáng là thấy chú tập thể dục á ra bên đợi ông nay quay phim đó. Thì cái mấy đứa nó tài tập thể dục kìa, cái mới gọi điện ảnh nói là 2 giờ anh chuẩn bị xe anh đi xuống dưới Bến Tre là vừa là 4 giờ anh diễn với anh Tài. Thì ai nhà lát xíu 8 giờ cái gọi lại là báo tin là anh Tài đã nhập viện rồi nhưng mà không biết bệnh gì để nhập viện thôi, đi bệnh viện chú Long ơi chiều nay show ao nha. Đó thì nói chung là vậy, báo thì biết thì mình biết ao thì muốn bệnh là nhập viện, thì mình là bầu show thì gặp lần gia đình ai cũng thông cảm thôi. Đó, cũng nhiều nghệ sĩ mà cũng như những nghệ sĩ khác mà bị bệnh đó, thì báo là nghĩ thì bầu show người ta cũng quảng cáo thôi nha. Chú ơi chú cho con hỏi là mà cách đây không lâu con thấy chú Chí Tài đăng lên Facebook á là đi show á, là giống như là cho ca sĩ trẻ này kia lên diễn này kia mà rồi xong rồi chú tới lượt chú lâu quá rồi chú bỏ về, chú có biết thông tin đó không chú? Chứ đó mình thấy là cái thông tin đó thì cũng có, tại vì anh chung là ngồi lâu quá, anh Tài ảnh cũng mình nói chung cũng là nghệ sĩ chúng với khán giả nó về rồi, nhưng mà tại vì khi mà tới phim Tài diễn thì để nghệ sĩ diễn nhiều quá rồi cái khán giả về rồi nên anh chú cũng hơi buồn chú đi về chú cũng báo lỗi thôi. Mà như lần đó là chú buồn lần đầu tiên thôi là buồn lần đầu tiên cũng là anh Tài luôn đó, anh Tài chú? Là một người rất là nhân hậu, nhưng khi anh nhường cho ca sĩ trẻ hoặc những người ở phía sau mình hát trước không mà anh cứ thoải mái
Đó, nên mà anh ở được đó rồi nghe nói là thì cũng như Long Phú Duy ngày rồi nói tại vì anh ngồi quá rồi lúc đó khán giả anh bỏ về hết dạ, nhưng mà sẵn ao anh ao luôn nhưng mà chú thấy đó, còn khán giả là anh diễn nhưng mà chú thấy đúng không là lần đầu tiên chú nói là chú chỉ tài buồn lần đó nhưng là lần đó là cũng là lần cuối cùng luôn dạ, rồi, tại cũng mới đây rồi con mới coi Facebook đây về Mỹ bây giờ thủ tục xong hết rồi chờ đưa ra ngoài nữa nói chung mọi người anh Tài là một nghệ sĩ đi tới đâu á là nhất là giới đồng nghiệp tất cả hiện nay là bên Mỹ rồi mà như đội lắm mới gọi điện cho các truyền á cho truyền cái bệnh cũng khóc luôn nghệ sĩ Kim Chu Long ai cũng bất ngờ luôn hôm qua mới sáng là hồi như sáng sớm này mới là biết tại vì bên Mỹ nó thời cái thời gian nó đảo ngược hơn của Việt Nam mình nó nên Facebook của bệnh cũng hạn chế hơn mà ở Việt Nam mình không đà cộng đồng mình nó mạnh hơn